Gói thứ ba, lửa. Rồi, Đức. Hả? Lê Quý. 11 vòng à? Wow. Nhưng không có mua up à? Trời ơi. 249 tỷ. Wow. 372 tỷ. Ui, 3.000 gói. Được bao nhiêu ta? Được tầm 500 tỷ này. 3 gói 88. Không có lửa. Anh cắm mắt à? Sao lại thế này được? Trời ơi, thế tổng cộng là chơi bao nhiêu vậy? The Markov. Tiếp. Ui, không có lửa luôn ạ. Z.S. Campbell. Đây là một tiền đạo của Man U này. 11 gói Icon AC Milan. Chỗ này San Gulit thì gọi là gãy người luôn nhỉ. Gãy xương khớp các thứ. Ui, 10 cái 40 tỷ. Đấy. Ông Hoàng Tiên Tri. Bây giờ tôi mở 64 tỷ. 64 tỷ. À, trời ơi, sao lại thế được? Oh man, sao lại mấy em mai em đánh đề 64 anh em ơi? Sao lại thế này được? Sao lại có thể chỉnh chuẩn xác như vậy được? Đúng 64 tỷ nhỉ? Ui, tin được. 6 gói LH cộng 8 ôn à? 6 gói lại chạy hầm mấy lần? 6 gói tôi đoán là chạy hầm 2 lần đi. Mở 1. Chúng ta sẽ mở 3. Và một lần mở 3. Ok em ơi, Saicedo. Ok à, 10 tỷ. Ui, 101. Big Lear. À, chưa chạy con nào luôn mà. Khó thế. 98, Gia Quýn bây giờ mở 3 nào. Mở 3 mà ra được 2 con 10 tỷ thì mới gọi là kèo trên nhỉ. Khó thế. Rồi, confirm là có một con rồi nha. Đây là Alaba Chat. Ui, 19 tỷ và hai cái tên còn lại. Dembele 4 tỷ 2 thôi. Như thế là chỉ có một cái tên chạy. Alaba Chat. Nhưng nói chung gói ôn mà ra là Alaba là cũng vui vui rồi đấy. Một gói này. Vãi trưởng ạ. Ý CDM Gennan Gattuso. 17,6. Trông cháy nhờ. Cái này chắc chắn chạy rồi đúng không? Chạy. Xin một kèo giòn. Đức xe mở đó là kinh cai. Ui, 3 gói 92 lận này mọi người. Trời ơi. À, anh em mình giao dịch xíu đi. Cái gì đấy? Kênh chat vừa có vụ gì vậy? Mọi người chat nhiều vậy. Có gì đâu. 92. Không có lửa. Đó là Guardado. Lửa. Ui, Bernardinho mà. À, đuôi vậy. Văn Huấn. Đây rồi. Đức. GK. Hot. Müller. Anh nói á. Đức mới có GK Müller à? được. 92 ra 111 là ổn này. Đóng kèo này. Mở 1. Chúng ta sẽ đi săn Zlatan. Lingard. Pháp. CM Rabiot à? Ndombele. Tammy Ndombele là cái tên đầu tiên với mức giá 19 tỷ 500. Tiếp nào, San Ibra chưa bao giờ dễ như vậy.
Ơ kìa. Rafamir. Mẹ 7 con thì nghe không ra. Đây rồi. Đức. Rờ đúc. Sanè hay Gnabry. Gnabry. 20 tỷ 900. Chúng ta chỉ còn 3 gói thôi à. Ui, còn chưa chạm được 112 á. Không phải Thụy Điển. CDM của Đức. 30 tỷ Kramer. Oh, Kramer. Giá cao thế nhở. Đây mới chỉ là 112 thôi. Rồi còn 2 gói. Cơ hội vẫn chia đều. Tới này tôi sẽ mở 2 này. Chơi. Let's go. Thụy Điển, Thụy Điển. Ai đó hãy trả lời cho tôi. Tại sao tôi mở 2 nó lại như thế này được? Đây. Cơ hội tôi săn ra Gnabry đây rồi. Lê Quan. Ui. Tính ra 10 gói mà ra được một cái kèo này cũng khó phết đấy nha. Lê Huy với Noi ơ. Lê Huy chưa mở ra này. Gnabry bây giờ đang có mức giá vẫn 600 tỷ. Đây rồi. 10 gói. Uai. Gnabry đang rất là gần. Gói đầu tiên. Nào. Đức, 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 Đức. 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 Ôi. Tây Ban Nha CM. Thiago. Thiago 116. Oh man. Ui. Sao kèo đầu tiên giòn như này được. Ôi sao Thiago chỉ số cao vậy. 60 tỷ 800. Giòn thế nhở. Ê, vạn sự khởi đầu nan vào thế này đi mọi người. Đẹp đẹp đẹp. Thiago. Tiếp nào. Nữa nữa nữa. Phun pháo à. Perisic. Đánh giá không giòn. Tiếp. Gói thứ 3. Lửa. Rồi, Đức. Ete. Lê Quý. No. Sao chỉ anh bị được. Ui. Sao lại. Ui, như lần đầu tôi mở Lê Quý này. Ba kèo ra mẹ rồi. Trời ơi. Sự gión này được. Bây giờ chúng ta còn 7 gói. Oh man. Uầy. Xịn nhờ. Đấy. Giờ còn con Gnabry chưa săn được nữa thôi. Giòn nhờ. Nè em thông phạm này đỏ ra. Cảm ơn bạn nào donate 11.000 nhá. Anh Quang mật ú. Bà quậy để heo bạn. Em mở ba con Bayern Munich nữa. Trời ơi. Mở nó Bayern nhiều này phải có Barca nữa. Uầy. Lê Huy xịn nhờ. 117 cơ à. Chú đầu ngựa. Rồi. Được xong chưa? Rồi đóng nhá. Tiếp nào. Chơi. Còn 7 gói nữa. Ui Riyad Mahrez. Mahrez là 111. Nhảy nhót vậy. Tiếp. Đức, Pháp à? CM. Aura 115. Giòn nha. Xì chào. Hiệu thế. Được nhỉ? Nhau là sao giòn này được à, người ta chơi bao nhiêu tiền đấy anh em ơi. Úi giời ơi. Đức, 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 Đức. Ôi giời ơi. Xem Kevin. Kevin 114. Gión này được. Chưa trùng nhau luôn à. Tiếp nào.
nhưng mà vẫn chia ra 117 và Gnabry. Đức. Ok ha. Trời ôm môn này, nhà em này vẫn chưa trùng. Đức, Hà Lan, CB, Virgil van Dijk. Ôi, van Dijk vẫn chưa trùng. Trùng. Và còn hai gói thôi, mở đủ một tin chưa, có GK đâu, đây rồi. Đức, vẫn không trùng này. Suarez, 112 nữa. Ôi giời ơi. còn vị trí thủ môn cho con Neuer đi xem nào. Neuer 19 u. Ui, 114 André Gomez. Như thế là không có kèo trên, toàn kèo dưới thôi. Ôi trời đất ơi, không có Gnabry rồi. Nhưng mà tính ra là tôi thấy là ổn ấy, mở ngon ấy.